đi vô đó. Đây nguyên một dãy bên đây nữa nè. Ồ, quá trời cá luôn. Cá tới mà chợ đóng cửa luôn. Wow, vậy chợ duy nhất chỉ bán vào buổi sáng thôi. Là mình... Đó, quá, cái con ngoài thì cá nhắn, cái con trong là cái này. Con trong là cá mập á các bạn. Cá mập hả? Cái con cá giống. Cá giống hả? Dạ, dạ, dạ. Cá giống mà bởi cá mập. Rồi hỏi lại là chua hay ngọt? Ngọt. Ngọt thôi mà, anh ăn chua à. Ngọt, anh ăn ngọt. Ngọt là anh đó, anh mua, anh đó thích ăn ngọt kìa. Cái này hoa Đà Lạt hả chị? Hoa Đà Lạt. Hoa Đà Lạt hay hoa Sa Đéc? Hoa Sa Đéc cũng được. Không, vậy cuối cùng là bán hoa Sa Đéc hay hoa Đà Lạt? Rồi bây giờ người ta còn xài cái này nữa đó hay gì? Cái nào vừa? Mấy người ở trong vườn á. À, mấy người ở trong vườn đó ha. Ngon. Khó rồi. Ăn thì không có bỏ lại, không có thời gian rồi. Trời nóng quá, nóng à. Đúng rồi, giống học sinh luôn á. Mà cô giáo của học sinh đó. Mà cô Vinh rồi. Mà cô Vinh. Ông đã thấy nó trời ơi. Được cô. Được. Ủa được mà sao mày lên trong cổ luôn á. Được. Chứ mà nó bự thịt dữ lắm. Hồi đó đám giỗ là bằng con gì xiêm mình nấu nồi cà ri á. Vậy là nó đó là con này nè. Dạ. Còn xiêm bên đây con là... Con chết quá thịt heo. Chưa hả? Vậy là mai luôn nha. Mấy con rồi, mấy con rồi. Chứ nghe chị, đang cạo lông hay gì vậy? Đang nhổ lông đen. Đang nhổ lông cánh đi. Tôi thấy em quay con vịt tì hay là quay chị? Em quay chị đang nhổ lông cánh. Trời, cái bụng có hép không được. Rồi, người yêu của anh trên đây phải không? Rồi rồi, hèn gì. Chết kìa kìa, bả liếc dữ kìa kìa. Bạn ơi, chút xíu về chết với tôi ông ơi. Anh trai ơi, bảo trọng nha em đi nha. Em không biết gì trơn á. Em không biết gì trơn em đi à. Bảo trọng nha. Bye bye nha chị. Có gì nương nương đầu gối anh nha. Ở Bức Tranh Miền Tây chào buổi sáng cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại hai anh em mình đang có mặt tại xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Ở phía trên cây cầu nhìn qua bên kia đó chính là chợ Bình Tiên. Chợ rất là nhộn nhịp vào buổi sáng luôn. Chợ quê cũng gần làng hoa Sa Đéc. Thì sáng hôm nay Bức Tranh Miền Tây về thăm làng hoa cũng như là hòa mình vào những cái ngày cuối năm. Chúng ta chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta có thể chia tay với năm 2022 và sẽ đón năm 2023 sắp đến. Trong những ngày này thì đối với làng hoa Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp phải nói là rất là nhộn nhịp. Không khí Tết đã tràn về rất là sớm luôn, hòa mình vào những sắc xuân
màu sắc của làng hoa. Thì trước khi tham quan chợ thì cô chú nhớ ủng hộ Bức Tranh Miền Tây bằng cách là ấn nút like, để lại một bình luận, chia sẻ clip nha. Cô ở đây bán mía, mía dần chợ thì có hai đường vào, đối diện chợ là một con sông với cây cầu. Mình thấy view chợ rất là đẹp. Đây, ở phía trước bờ kè thì người ta bán đồ la, ta quảng cáo đồ la. Đây này bán bánh chuối chiên. Hello chị. Chợ mình đông nhất là khoảng mấy giờ hay chị? Đông nhất là khoảng mấy giờ hay chị? 6-7 giờ chị. Giờ này là còn đông không? Dạ cũng còn. Tới 9 giờ là hết rồi. À tới 9 giờ là tan. Bán tới chiều không ta? Bán tới 9 giờ. À vậy là chợ chỉ bán buổi sáng thôi ha. Dạ bán. Rồi cảm ơn chị. Ôi chị đang làm gì đây? Làm bánh tiêu. Bánh tiêu. Để quay bánh tiêu cho chị coi. Này mình quét bột lên hả chị? Quét bột lên cho nó không dính. À quét bột lên cho nó không dính. Bên đó là bánh gì hả chị? Dạ. Bên đó bánh tiêu. Bánh tiêu hả? Tiêu. Dạ. Mình coi chị chiên bánh tiêu nha. Đây thao dầu này nhìn ngon nè. Chứ một số thao dầu người chiên nó bị đổi màu á. Màu chậm lại. Đây thì chị bỏ vô cái nào. Ép xuống ha. Cái này cho nó mỏng thì nó chiên. Chiên. Bánh tiêu. Bánh tiêu bao nhiêu một cái chị? Bánh tiêu bao nhiêu một cái chị? 4.000. Cái gì vậy? À, chỉ có 4.000. Chuối 6.000. Cho chuối 6.000. Chuối 6.000, bánh tiêu 4.000. Quá rẻ, chợ quê. Khổng lồ luôn. Khổng lồ luôn hả? Vậy là bao no luôn. Trái chuối khổng lồ bao no luôn. Bánh này là để một tí là bánh yên vậy luôn. Ngon quá ha. Ba giá chứ hả? Tại chị chiên bánh tiêu mà chị mặn bán này. Chưa chiên hả chị? Chuẩn bị chiên ha. Chị đang nhào bột. Thôi mình đợi chị chiên mà lâu quá, mình quay xe bưởi bên đây. Bưởi. Dưa hấu Long An 15.000 một ký. Bữa này bữa gì em gái? Dạ, bữa Long anh, bữa Long. Bữa Long hả? Bữa Long là ở đâu ta? Bữa Long ở Mỹ Tho, Tiền Giang. À, bữa Long ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Cô này mua dưa hấu. Dưa hấu Long An. Long An 15.000. Sao để có dưa hấu ngon hả chị? Dạ bún nó kêu đi nghe nó giòn cái giòn. Bún nó kêu hả? À dùng cái tay mình bún vào trái dưa nghe bóc 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 giòn là ngon ha. Kinh nghiệm dưa hấu Long An 15.000. Em gái bán một mình trên cái nguyên chiếc xe tải để dưa hấu với bưởi. Rồi anh xem đây bán hoa Tết luôn. Anh này có làng hoa Sa Đéc ở đây qua hả anh trai? Hoa cúc đó. Ba bốn.
ba bó 20 ngàn. Ba bó 20 ngàn. Bây giờ mình sẽ đi vào chợ. Ở bên đây người ta bán đồ la nhiều quá. Rồi nguyên một cái sạp đồ mũ gỗ quá trời luôn. Gì quay chợ. Anh trai bán gì? Bán cá biển anh ơi. Cá biển hả? Ồ, này chắc bán chạy chợ quá. Này chắc bán chạy chợ hay chợ luôn. Cá này ở đâu anh trai? Dạ. Cá này mình lấy ở đâu? Ở Kiên Giang ha. Bút chăn miền Tây. Cá gì? Cá nhám với cá mập. Hai cá này hai cá mập. Bên đây là cá nhám nữa. Đâu phải cái con ngoài thì cá nhám cái con trong là con trong là cá mập đó các bà. Cá mập hả? Cá giống hả? Cá giống mà bởi cá mập đâu có mỏ đâu nhọn dữ vậy. Cá giống cái này làm gì ngon ha bây gì hay? Nhiêu ký ha? 70 ngàn. Lần đầu tiên mình mới thấy con nhìn nhìn giống con cá đuối ha. Nó ăn ngon hơn con cá đuối nữa chị. Ngon cá đuối nha mẹ. Để con gỡ lên cá thử coi. Ủa nó được ốp đá rất là lạnh luôn nè. Wow. Cái bị gì hả? Wow, mới gặp cái này. Gì đã bán gì luôn nè. Wow. Trên đây là này cá mập nè. Ồ quá đẹp luôn rồi. Rồi cảm ơn chúc chị hai bán đất hàng nha. Cảm ơn anh trai luôn. Cảm ơn anh nha. Dạ dạ. Rồi gỗ bên đây đắt quá đắt luôn rồi. Ờ bên đây bán gỗ mũ quá nhiều. Đây là không gian ở phía trước chợ Bình Tiên. Rất là rộng. Đây phía trước người ta đậu để xe. Giữ xe xong rồi người ta đi thẳng vào bên trong nhà lồng ở trên giữa. Ở phía sau chợ rất là nhộn nhịp luôn cô chú. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành đi tiến thẳng vào bên trong chợ Bình Tiên. Quẹo lửa lụm lửa luôn hả? Có 10 ngàn hả ta? Lộn cùng mèo rồi. Cái gỗ có 10 ngàn hả anh trai? Rồi rẻ quá ta. Quá rẻ rồi, có 10 ngàn. Đẹp quá, dễ thương quá. Có 10 ngàn luôn. Rồi cây dao vào có 10 ngàn à. Đồng giá 10 ngàn. Cái dao vào. Dao đóng 10 ngàn luôn hả con? Dạ 10 ngàn luôn. Bán dao kẹo. Mà đồng giá hết trơn hả cho con? Không, cái này chắc khác á. Dao động từ 10 ngàn, 15 ngàn, 20 ngàn. Ở đây gì hai bán hộp dịch lộn. Cái này là hộp vịt muối, hộp vịt lộn. Dạ, hộp vịt muối hả? Vịt muối mà con tưởng hộp vịt lộn mà. À, cháo trắng, hộp vịt muối. À, nếu mình ăn ở đây, mình ngồi ở đâu gì hai? Đây, để con ủng hộ bà ngoại. Bà ngoại bán ở đây lâu chưa? À, mới quay qua này, trời lạnh đó. Thì, ngoại bán quay qua này cho nóng người ta ăn. Dạ, không có. Trước thì bán bỏ cuốn, bánh xèo. À, con hơn ngoại bán ở chợ này bao nhiêu năm rồi? Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi ngoại? Mấy năm, 40 dạ. Năm rồi. Dạ, rồi với con ngồi để con ghé ủng hộ con cháu của ngoại. Chợ mình xưa tới giờ là tên là chợ Bình Tiên luôn hả ngoại? Có tên nào khác nữa không ngoại? Tân Phúc Trung là Tân Phúc Trung 1.
Dạ. Hồi trước là lại chợ Tân Tân Phú Trung 1 các bạn. Bây giờ nó sửa lại vậy á, chứ một lần là chợ Bình Tiên, bên kia nó chợ qua chợ qua đây. Tân Phú Trung 1. Dạ. Rồi để con ngồi ghế đây ăn hãy. Cho con hai tô cháo trắng đi. Ăn với trứng muối. Đây. Đây. Món ăn quê hương, cháo trắng trứng muối. Trời lạnh lạnh này mình ăn cháo nóng thì rất là ấm lòng. Giá thì một tô ở quê ngoại bán chỉ có 10.000 thôi. Cô chú anh chị nào có đi chợ Bình Tiên thì ghé ủng hộ cho ngoại. Nên chúng ta xem anh Cao Tùng mình ăn trứng muối ngon. Trứng muối. Ngon không? Ngon không? Ngon. Ngon à. Đâu ai bán bánh đâu? Đây qua đây em quay cho. Chị bán bánh bên đó hả? Rồi, đợi chút đi em ăn xong em qua em quay. Rồi giờ mời cô chú thưởng thức món cháo trắng quê hương cùng với bức tranh miền Tây, sau đó mình sẽ đi vào chợ nha. Dì Sáu ơi, dì Sáu Bình Tiên Sa Đéc. Dạ. Tại dì Sáu có mấy đứa cháu ở ngoài Bình Dương á. Dạ dạ, dì Sáu Sa Đéc nha. Ngon lắm cô. Con mới ăn hai tô rồi đó. Mà đó con ăn hai tô quá ngon lắm. Đây con gửi tiền cho ngoại nè. Dạ, chúc ngoại sức khỏe bán đắt hàng nha. Rồi. Dạ, rồi con chào ngoại. Đây quay chị đại gia bán bánh tiêu. Đại gia bán bánh tiêu hả? À, đứng lên chào khán giả cái coi mèn ơi. Ôi ôi đẹp gái quá luôn rồi. Bán đây bao nhiêu năm rồi chị? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm bán bánh tiêu mà làm đại gia ở chợ Bình Tiên luôn. Mẹ cháy gan bán bánh tiêu quá. Ồ cái bánh gì có 4 5 ngón nữa kìa, bánh bằng tay. Bánh bên đây 4 5 ngón là bánh gì? Bánh bằng tay. Bánh tiêu bằng tay. Bánh bằng tay. Bánh bằng tay hả? Ờ kia là bánh bằng tay. Bánh tiêu bánh bằng tay. Bánh xôi vị nữa nè. Bò. Bò nhỏ nhỏ nữa kìa. Sáng giờ bán được hay chị? Được. Quá êm. Rồi chúc chị bán đắt hàng nha. Rồi tạm biệt chị. Ờ, bên đây có cái chạy bán cái bánh tét nữa kìa. Bên kia bán bánh tét luôn. Đó, đi ra cho chú quay phim luôn nè. Gái bán gì em gái? Bán gì bán cho chú coi. Bán gì mà thấy ghi 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 vậy ta? Dễ hình hả? Dễ hình. Nè, chúng con này dễ đẹp ha. Đưa chú con lớn mà ăn chay trường á. Bé vậy tới giờ ăn chưa chưa dạ, tương luôn hết cô. Dạ. Bé gái tương từ nhỏ tới lớn. Dạ. À, chào chú nè con. Chào chú nè. Chào chú. Dạ, rồi cảm ơn con gái nha. Cảm ơn con gái nha. Bán bánh tét. Bánh tét với chè. Cái này là xôi hả? Xôi. Giống xôi giò quá vậy. Xôi giò. Xôi giò. Mà bên này mình không có giò, cái này chưa giò. Còn này là cái chân nè, cái chân nè. Này là bao nhiêu một bịch ha? 5.000. À, lấy cho con hai bịch đi. Sáng giờ gì bán được không? Dạ con được. Rồi à, lấy con hai bịch đi. Con hai bịch cái chân. Có 10.000 lẻ không anh Tùng? Cho mượn ơi. Đây, có nè. Rồi gửi cô. Gửi tiền cô. Rồi chúc cô bán đắt hàng nha. Cảm ơn con nha. Dạ. Cảm ơn cô. Chào cô. Này bán bánh chú, này bán bánh. Đi ra phía sau chút xíu là chợ phía sau đông vui lắm cô chú. Ồ, gì vậy nè, bán bánh phòng, quá bánh ngon rồi. Này làm nhà hả gì? Hả? Bánh này mình làm nhà hay sao? Đếm chứ, nhà lâu có làm, đâu biết làm. Dạ, không biết làm. Điếm lại. Điếm. Dạ. Nhiều lỗi hả cô? Nhiều lỗi. Sữa, cái này là mình mua về cái mình tự chiên lên ha. Chiên nướng gì cũng được, cái này chiên nướng gì cũng chiên được. Nướng. Có cái đó là ăn xong. Dạ. Phòng sữa phải không cô? Hả? Phòng sữa hả? Sữa chứ trái ngọt. Trái ngọt. Phòng sữa có đó trái ngọt. Đây có muối mè nữa nè. Cái này là cái này mất nướng hả cô?
Hả? Bánh này chắc bên đây nướng quá. Nướng không mà nguyên vạt này nướng có hai cái đó lặn sóc. Này bánh cháy sữa nè, cái này mua về ăn liền được nè. Cái này là bánh này phải nướng. Rồi con cảm ơn gì? Chị bên đây bán xôi. Xôi cái màu nó đẹp quá. Này lá xôi cẩm lá cẩm. Dạ. Kia là xôi bánh kẹp ha. Bánh kia là bánh ếch chằn hả? Bột bán. Bột bán ếch chằn. Bánh quê á. Còn quá, gói xôi vậy là bao nhiêu hay gì? 5 ngàn. Gói chỉ có 5 ngàn thôi. Con trai mua bánh gì? Con trai mua bánh gì? Cứ nói chuyện chơi gì? Dạ, nó dành dữ lắm. Gành đó hả? Nó dành lắm rồi hả? Dành lắm rồi. Con mua bánh gì nói chú nghe coi. Con mua bánh gì? Lạ, nó không nói. Sợ. Thôi mình đi tiếp rồi chợ. Cảm ơn chị nha. Ồ, ở đây bán hoa Tết hay gì nè. Cái này hoa Đà Lạt hả chị? Hoa Đà Lạt. Hoa Đà Lạt hay hoa Sa Đéc? Hoa Sa Đéc cũng được. Không, vậy cuối cùng là bán hoa Sa Đéc hay hoa Đà Lạt? Hoa Sa Đéc. Ở Sa Đéc. Đúng rồi, ở xứ hoa mà. Mà mình có bán thêm hoa Đà Lạt luôn không chị? Có luôn. Là bán hai loại luôn ha. Có người mua hoa. Rồi một nhánh như vậy là 10 ngàn chứ. 10 ngàn, 18 ngàn, quá rẻ. Giá khác nhau. Xứ hoa mà nên giá cả hoa cũng rất là rẻ. Cái hoa này rẻ hơn cái nhánh gì là 10 ngàn. Ở làng hoa thì căn cứ làng hoa này thì cúc là 15 ngàn. Rẻ hơn cái xa cái ba bông người này đem quay như cái tập hoa của chị gái. Cúc. Còn nhiêu đó là 30 ngàn hả chị? 30 ngàn. Rẻ quá ha. 2 bó 30 ngàn. Rồi cảm ơn, chúc chị gái bán đất hàng nha. Chào chị. Ừ, giữa bà nào đẹp quá vô. Dạ, giữa bà nào đẹp quá vô con. Giữa bà nào đẹp quá vô. Đây. Đẹp nhất luôn hả? Bán bông với em mới đẹp không? Bán bông là đẹp á. Dạ. Người mua bông cũng đẹp nữa nè. Rồi, chị hai mình lại bán hột é. Bánh bò hay gì? Bánh bò. Này là bánh chuối. Bánh tét. Hồi sáng cái mình bán có cái mâm gọn gọn nè. Bán hết giờ gom lại nhiêu đó. Bán hết rồi ha. Sáng bán nhiều không gì? Ba mâm. À vậy là im. Cũng im. Ba mâm hả cô? Ba mâm. Dạ. Ba mâm kiếm 1 tỷ đó. Trời ơi, ba mâm kiếm 1 tỷ hả? Không phải, trúng số rồi. Ba mâm kiếm 1 tỷ gì chơi. Ba mâm là kiếm 1 tỷ ha. Ba trúng số mới kiếm được. Dạ. Trời ơi, 10 ngàn là kiếm được 1 tỷ rồi. Thôi con chào dì hai nha. Rồi, tạm biệt dì hai nha. Bánh mì. Bánh mì ba tê chả lụa. Bán tạp hóa luôn hả chị? Dạ. Bán bánh mì rồi bán tạp hóa luôn ha. Tạp hóa bên kia. Ờ, tạp hóa là riêng. Tạp hóa của dì bên đây. Chào dì. Sáng giờ bán được hay gì? Dạ. Chợ mình con thấy sáng đông. Rồi chúc gì bán đắt hàng. Em mình tranh thủ mình đi ra phía sau để chợ tan cũng hơi nhanh lắm. Chợ quê buổi sáng rồi. Ồ, chị em đây bán chị em đây bán bông miền Tây nè, bông điên điển. Điên điển tôi trồng đó. Chị trồng luôn hả? Ồ hay quá ta. Trồng nhà hả chị? Trồng sau hè hay là? Hè. Wow. Sáng ra đi hái
sáng là mấy giờ chị đi hái? 5 giờ. Chị 5 giờ đi hái bông điên điển. Cỡ này còn nhiều bông ha. Chứ em biết là hết mùa nước nổi là bông điên điển cũng bớt á. Có bông này người ta mới trồng em nè. Mới trồng luôn hả? Ừ. Ồ, cái này là bánh khoai mì nướng nè. Ồ, chị vừa nướng luôn hả? Nướng bằng bếp ga. Bao nhiêu một cái chị? 5 ngàn. À, đây cái vừa ra lấy có cái bọc không cho em một cái đi em ăn luôn. Ăn liền con mới ngon. Dạ. Đây cái này mới nóng chị mới đổ ra nè. Í, nóng quá. Ăn luôn. Ơ không mà. Khoai mì nướng cơ. Khoai mì nướng. Còn chị đổ vô trong cái khuôn nè. Nóng quá. Nhìn đẹp quá. Đây. Thường em thấy là nướng bằng bếp than. Than nướng bụi không à, cưng ơi, nướng giờ ra mình ra cho nó mau ha. Ra lớn được. Ui nóng quá, ngon quá. Ngon. Khỏi. Ăn thì thu cái mỏ lại, cái mỏ có tờ dài rồi. Tại nóng quá nóng à. Lại. Nóng quá nóng ăn mà hỏi vừa ăn vừa hỏi. Quá trời cái mỏ kìa. Trời ơi đi quay vậy về tới chỗ là mua cuốn lượng miếng miếng đó hả? Dạ. Ở đây vô tới chợ là chút xíu là cái no bụng quá. Mua cuốn lượng ăn tốt hơn. Bỏ bọc rồi mới. Tại quay vú sữa, mua vú sữa đó. Dạ. Mua vú sữa ủng hộ cho bà Nam kia. Ăn thử đi. Nóng quá. Hết đi, gắn hết đi. Thôi, để gửi tiền cho chị. Nóng quá. Để chút xíu ăn đèn nói lấy về ăn. Nó nóng gì mới ngon đó. Đây gửi tiền cho lò nhìn dễ thương quá ha. Dạ. Cái này cũng còn bông điển hả chị? Bông của chị trồng á. Bông điển cũng cứ vụ rồi ha. Có 5 ngàn không? Cao Tùng cho mượn 5 ngàn nha. Cao Tùng má cho mượn 5 ngàn. Bữa nay là đi chợ mượn tiền không à? Không có tiền đi chợ luôn, thấy khổ không? Rồi chúc chị bán đắt hàng nha. Rồi chào chị. Rồi chia tay chị gái mà nói là bánh khoai mì chị để đậu xanh ăn ngon lắm nha. Cô chú nào có đi chợ thì ghé mua. Đây khu vực phía trước nhà lòng biết người ta bán cái gì nữa. Quay chị này nè anh. Dạ. Bánh nước, quay chị bánh nước kìa. Quay chị bánh nước ha. Quay chị bánh nước rồi. Chào chị bánh nước. Dạ em. Dạ. Ôi bán đắt quá mấy đây hết luôn rồi. Dạ em quay cảnh chợ. Chú bán giấy số giới thiệu chị bánh nước đẹp mà gái lắm. Qua quay đi. Quay đi. Trời chị đẹp lắm đó. Ở đây là chị bán được đó, bán rẻ lắm. Hốt cơ chợ Bình Tiên ha. Quay vé số luôn hả? Rồi ra đứng làm kiểu đi, đứng làm kiểu quay. Làm kiểu. Đâu rồi quảng cáo sao người ta mua? Thấy mấy ông bán vé số thì giới thiệu đọc hay lắm quê. Đọc cái gì vậy? Vé số gì đâu có thơ đâu biết hay lắm. Không biết đọc thơ hả? Vợ Bình Tiên mua vé số gì chiều chúng đặc biệt gì đó. Không làm thơ được. Không làm thơ được. Cảm ơn mấy anh nha. Vậy hả? Bữa nào bán đắt em tặng cho mấy anh tờ. Trời ơi. Còn bán hết thôi tặng nha. Đây lấy là ủng hộ hai vé nè. Đây là ủng hộ hai vé. Lấy con heo đi. Lấy con heo phải không? Rồi ủng hộ hai vé số. Một mốt tao phải học cái câu gì hay hay đi rồi cái người ta đọc lên. Rồi vé số sáng mua chiều sổ lấy gỗ đựng tiền gì đó. À có vé số mua chiều xé à? Vé mua chiều xé. Dục vô gỗ hả? Rồi cảm ơn anh. Rồi. Chúc anh chút xíu bán hết vé số nha. Ở đây một dĩa là bao nhiêu chị? Dĩa 15-20 rồi tùy theo cưng ơi. Ai ăn hết ăn nhiều gì. Giá chợ quê rẻ quá ha, ngon mà rẻ nữa. Tùy theo. Bác tùy theo rồi mọi người ăn thì bao nhiêu thì chị bán bao nhiêu. Đây có chả lụa nem nữa. Mình không có tại vì chợ quê không có bán như là ở thành thị cưng ơi. Dạ. Sáng có 10.000 15.000 là no bụng rồi. Rồi chúc chị sức khỏe bán đắt hàng nha. Rồi chúc Bình Tiên bán đắt hàng nha. Dạ. Rồi tạm biệt chị. Bye bye chào chị. Bye bye chị. Có đi vô nhé nghe. Cô bên này bán tạp hóa. Quay bà ngoại lên phim luôn nè. Quay bà ngoại lên phim nha.
Dùm đầy bán hoa. Cô gái bán hoa. Quảng cáo bông đi chị. Quảng cáo bông đi em quay lên. Mãi vô, mãi vô. Kìa bông mỗi tuột. Tên bông luôn hả chị? Bán bông kêu bông luôn. Trời ơi, bán bông kêu bông. Phải rồi, bán vàng là kêu vàng rồi. Bán vàng là kêu cục vàng ơi rồi. Ơi chị ăn sáng. Ơi chào chị nha. Bán chú chiên luôn hả chị? Dạ. Còn bán nhiều quá à, tiền để đâu cho hết. Chạy không đủ hả? Ủa chạy không đủ hả? Thì nó vừa bánh chú chiên mà vừa bánh bàn tay nữa nè, rồi bán hoa nữa. Đầy đủ các loại luôn. Khoai mì nữa. Chị bên kia bán khoai mì. Sáng giờ bán được ha cô? Được. Thôi được mà sao mày lên giọng cổ luôn á. Được. Được nghe hơi cái giọng hơi dài. Đây khoai mì. Ờ. Cái này bán 100g hả con? Để mua ủng hộ cho cô coi mua làm sao ta? Mình bán 10.000 đi, được không? 10.000. 10.000 đi. Thấy lên giọng cổ dài quá. quay cái này là lên cái gì á? YouTube bức tranh miền Tây. Rồi. Trời ơi. Đây để em giải tiền. Cầm một cái là đi không nổi luôn nè. Nổi tay luôn à. Đây em gửi 10.000. Rồi, cảm ơn. 10.000 cũng nhiều ha. Rồi, chúc chị bán đắt hàng nha. Cái ba. Sáng có 10.000 là ăn no rồi. Còn có ra phải mày quay ra bố đi đó. Con vô lại. Con quay con cái clip. Đặng cái clip đặng việc chở. Kêu làm thơ mới làm thơ. Quay quýt. Quýt luôn. Đem điện cho nó nghe. Quýt chị này luôn. Quýt là quýt La Dung hả chị? Dương á. Quýt Dương. Thịt sản quê xứ Đồng Tháp. Quýt La Dung. Dạ. Quýt này nhiêu 1kg hả ta? Nhỏ 15. Cái này là 15.000. Ngọt dữ lắm hả ta? Ngọt như đường luôn. Sáng giờ bán được không chị? Hả? Cũng được đó. Ủa cái cô bên kia thì lên giọng cổ dài quá, cái cô này hơi ngắn. Ngắn hơn một tí. Rồi căng em 1 ký quýt đi. Dạ bác ký quýt chạy chay. Ăn quýt La Dung. Dạ, quýt La Dung. Quýt La Dung. La Dung mình có chuối nhiều à. Gắn liền với mấy cái loại trái cây không mấy con? Hả? La Dung mình có. Phải biết vô quay để xem tôi nhà tôi sắp đặt. Sắp đặt hả? Sắp đặt không thơm. Soạn bài ha. Bây giờ soạn đi, giờ soạn đi, em quay đây chút xíu em trả lại. À, chuối đó nhiêu nãy ha chị? 5 ký vậy? Dạ. Chuối đó nhiêu nãy chị? Chuối đó đó, chú cô đang lựa đó. 7 ký à, 7-8 ký à. 7.000 một ký chuối. Rồi, của em nhiêu? 15.000 quýt ngọt. Một chút xíu quay xong rồi ăn luôn. Chuối hả mày? Đây, anh gửi tiền. Dạ, lấy tiền rồi đó. Em gửi tiền. Chuối xíu 7.000 ký hả? Giờ lâu bán rồi, nghỉ lấy tiền luôn. Dạ, quýt lấy tiền kìa. Nghỉ lấy tiền luôn rồi. 7.000 bắt mãi. Chủ là lớn mà còn 7.000. Rồi chúc chị bán đắt hàng nha. Chào chị. Hôm nay lên phim ngớp quá ngớp rồi, lý lịa cho ngày từ từ. Đây. Ngang cô bán quýt. Có ngoại bán mẫn cầu ta. Dạ. Với ngoại bán gì trong thao mà hết rồi. Giá hả? Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 75 rồi. 75, dạ, 75 tuổi, rồi. Tuổi hả ngoại? Cũng còn đi bán nha. Đi cho nó vui. Đi nhà nhớ không khí chợ ha ngoại. Đi bán cho vui. Bán gì đam mê. Bán gì đam mê. Rồi, nón cầu này nhiêu ký ngoại? 50.000. 50.000 đây để con mua ủng hộ cho ngoại nha. Dạ, căng cho con hai trái đi. Cái này mai mốt ăn được ngoại? Chắc mà
mai mốt ăn được nguyên mới bẻ qua. Mới bẻ qua hả? Dạ, vậy lấy cho con đây hai trái đi. Rồi. Ngoại đi bán chủ yếu là cho vui ở nhà buồn. Ngoại đi bán đó giờ bao nhiêu năm rồi ngoại? Mấy chục năm. Mấy chục năm rồi. Năm hả ngoại? Tính cho con tròn tròn tiền đi, ngoại tính tròn tròn tiền đi. Thổi thổi. Lấy trái nhỏ đi, chẳng một ký. Cái này chưa đủ một ký, có 700 hả biết nhiêu. Dạ, rồi lấy trái nhỏ nữa ha ngoại. Lấy thêm trái nữa đi. Trái này được không? Giờ hơn ký nữa, ký đi. Quay về nhà cho cháu hỏi người mua cam thấm 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 đây vậy à. Đây, thấm đầy bọc. Đây. Rồi, gửi tiền cho ngoại luôn. Rồi, con chúc ngoại sức khỏe nha. Mua mai bán đắt nha. Rồi, ngoại cho thêm cái bọc nữa hay gì kìa. Buộc dễ cầm hơn. Dạ. Rồi con chào ngoại. Rồi cảm ơn ngoại nha. Con ngoại có bán bánh nữa nè. Sức khỏe nha ngoại. Dạ. Dạ có bán bánh lá dừa nữa nè, bánh tét nữa nè. Bánh này ngoại tự gói nữa không ngoại? Ừ. Trời ơi ngoại gói luôn hả? Ừ. Thôi mình tranh thủ mình đi ra sao chợ. Đồ tương. Rồi, bánh mì. Nem hộp, nem chua với nem này là Lai Dung hả con? Cái đó bì. Bì. Cái này của Lai Dung hay là đây nem Lai Dung nè. Sạch sẽ đó. Còn cái này là chả lụa. Chả lụa. Dạ. Đặc sản của Đồng Tháp của mình đó cô chú. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi em cảm ơn nha. Giờ này chợ muốn nghe ngơi rồi ta. Giờ này chợ giống như gần gần tan phải không cô? Mười một giờ ha. Chắc tại cái đường này hơi vắng quá. Ta đi đường dưới nhiều. Này mình bán cái gì đây ta? Bán bánh tầm. Bánh tầm. Hết. Dạ, ta quay tới giờ bánh tầm rồi gì? Cái đồ tôi quay đẹp quá ha. Dạ. Thằng chi thằng nó quay tới bà. Dạ em quay YouTube bước chân miền Tây. Dạ đây nguyên một gian hàng đồ tương của gì. Nghe bán nhiều đồ tương ha, này đồ ăn sẵn nè, đồ chế biến sẵn thôi, ngon quá luôn. Đầy đủ các loại đồ tương luôn. Con tôm. Tôm này tôm Cà Mau hay miền Thứ ta? Tôm Cà Mau hả em gái? Thứ Cà Mau cũng được. Tôm Hòa Hảo, đúng rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi nó nói đúng rồi, tôm Hòa Hảo. Tôm là tôm. Dạ. Tôm này Hòa Hảo là đúng rồi, đồ tương. Rồi mình đi tiếp, chào cô. Còn bán bánh nữa nè. Bánh này bán giống như bánh tét rồi nè. Tép nữa. Đây tép nè. 45.000 nửa ký tép. 1 ký 90.000. Tép nửa ký 45.000. 45.000 nửa ký tép. 45.000 này ký 90.000. Tép nửa ký 45.000. 45.000 nửa ký tép. Tép nửa ký 45.000. Rồi mình nhanh chân mình đi ra phía sau đi, phía sau đông vui hơn. Rồi, rồi bán đắt quá, giờ này mới ăn sáng hả chị? Hoa Tết. Chị mà quay phim nè. Chị vụ gì mà quay phim? Cái gì ở đây bán gạo? Dạ. Quay chợ Xuân hả? Quay chợ Xuân. Ờ đúng rồi.
Dạ. Dạ. Sáng giờ bán được hay gì hai? Dạ. Ờ, nguyên một dãy có mái che nó đẹp quá ha. Đây. Ở đây bà con bán đồ tương nhiều quá. Nguyên một hàng luôn nè. Chợ này chợ tu. Dạ, sao vậy? Chợ tu. Chợ tu hả? Đồ tương nhiều. Là không ai ăn mặn hả? À, ít lắm. Tu à. Nhiều. Vậy là chợ này tu nhiều hả? Chợ Hòa Hảo á. Ở phía sau người ta bán cá nhiều không vậy? Tiêm quá ha. Dạ. Vậy là ở khu ngoài đây là chợ tu, ở ngoài sau kia là chợ cá. Má chơi chứ tu. Dạ, 10 năm. Dạ. Con nói vui á. Ờ, má chơi chứ đâu dạ. Có cũng có tu có mặn. Dạ. Thôi con chào gì? Dạ, bữa đầu lên đài kìa. Dạ, bữa đầu đài. Đang ngồi chứ không phải là đầu lên đài kìa đó. Đây, khung cảnh ở đây, bên đây là cái dãy phía trong cái ót của nhà lòng. Dạ. Vì đây bán gạo. Quá. Với hộp gà, hộp vịt. Lúa, cái này là gạo huyết gồng. Gạo huyết gồng. Cái này là mình dùng để làm gì hay gì? Gan uống nước chị, bệnh sức. À, chị bệnh. Gạo gì, gạo huyết gồng hả? Gan lên để nấu nước. Gạo huyết gồng. Cái này là trứng ngỗng hả ta? Này bao nhiêu một trứng hay gì? 25.000 một trứng. Wow, bán có giá hơn trứng thường của mình quá. Vậy là một trứng bằng một chục cái trứng hộp vịt, hộp gà. Gà có ba mấy. Dạ. Gà ba mấy ngàn chứ, một chục. Ba hai ngàn. Gần gần rồi. Đó là ăn cho mấy người có bầu á. Rồi, cảm ơn chị nha. Thôi, mình đi ra khúc này mới vui nè. Chứ sao chợ rất là nhộn nhịp mà mình lăn la nãy giờ cũng hơi tan bớt rồi. Chuối treo lủng lẳng kìa, dễ thương quá luôn. Con trai rồi, theo mẹ đi bán nha. Quýu cái chơi kìa, sợ gì kìa. Sợ rồi, sợ rồi. Đây, ở trên đây thì treo mấy cái nãy chuối lủng lẳng, dễ thương quá đàn luôn. Đi đào. Này, cô đang chọn rau lại. Này là củ sắn. Đông này cô chú. Ê, mình ra đây đó. Sáng quá ha. Nãy giờ trong kia. Ở ngoài đây là sáng sủa đông vui hơn. Cô Lữ Châu, con cá đồ. Sáng giờ bán được hay chị? Chợ. Này em gái bán đồ tương đó nè. Hello em gái. Bán cả ngày không em gái? À, không, tới trưa. Bán buổi sáng à. Vậy là chợ mình là tới trưa là nghỉ hết luôn hay sao? Dạ, tới trưa là 1 giờ là chợ nghỉ. Là buổi chiều mình không có bán nữa em gái. Là chợ đóng cửa luôn. Dạ, dạ. Wow, vậy chợ duy nhất chỉ bán vào buổi sáng thôi. Vậy là 11 giờ. 11 giờ là bán tới 11. Thấy chợ cũng lớn mà chỉ bán buổi sáng ha. Rồi cảm ơn em gái. Theo đường này thì chúng ta sẽ đi ra tới đầu đường một chút. Dạ, bước chân miền Tây. Đây mình đi hết cái khu ở đây rồi mình quay trở lại. Đây là đi ngược trở ra ngoài đầu lộ cái chỗ cây cầu hồi nãy bước chân miền Tây đứng á. Kia bán đồ ăn. Gà quay phim nè.
Rồi trái cây. Ồ, ngon quá. Nhìn ngon quá luôn. Bán đây bán gì vậy chị? Bán kẹo thước em. Ăn thước. Cho kẹo thước. Nhiêu một ký vậy chị? 10.000 hả? Có 15, bên này 10. Dạ, bên này 10.000. Bên đây đẹp hơn 10.000, 15. 15.000. Cho kẹo thước rồi. Ồ, nho kìa. Nho nhìn ngon nha. Tao qua em nói coi con ngựa cái hả quầy cha. Cái này chết rồi. Ngon quá. Nho này nho gì anh trai? Nho này nho không hạt. Nho không hạt hả? Là của Việt Nam mình hay sao? Của Việt Nam. Của Việt Nam nha. Bây giờ người ta ăn cái gì người ta cũng đòi thịt nhiều, không có muốn hạt. Một chùm nho nhiều trái phải không? Mấy chùm nãy kìa ngon lắm. Nho không hạt. Đây là bán quần áo. Rồi bây giờ mình sẽ đi vòng lại. Đây mình đi thẳng qua bên kia là khu chợ cá. Đây nhìn góc chợ này rất là đẹp nè. Cái gì này bán cam. Đồng Tháp là xứ hoa trái cây. Cam quýt này rất là nhiều, 12.000 đồng một ký. Coi em hả? Bước chân miền Tây. Dạ. Coi quá trời coi luôn hả chú? Mình bán chạy chợ hay gì con? Dạ. Bữa nay bán chợ này, ngày mai mình bán chợ nào? Ngày mai bán chợ nào? Mai về Trà Vinh nè, ô xa quá ta. Đúng, phải gần gần đây, hai em đi heo quay luôn. Dạ. Rồi em chúc gia đình mình sức khỏe nha, mua bán đất nha. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Dạ, tối nay hoặc mai. Đồ chơi nhóc hết trơn. Hơn đó, đi chợ mua là nguyên cái thùng luôn, mớp luôn đó hả chị? Mày ơi. Đi nhiều á. Mày ơi. À, này chị bán hả? Mua. Nè chị bán nè, quay chị bán nè. Vậy là mua nguyên miếng thùng này. Ủa sao không thích vậy? Ủa sao bỏ thùng rồi? Bỏ thùng lại rồi. À cái thùng là của chị này bán hả? Mày ơi, vậy hỏi chị mua nguyên cái thùng đó chị cũng ừa nữa. Bông bí quê hương kìa. Quay là mua một bịch rau câu hả? Như đây có bán cái lá đó là cái lá dứa hả ta? Dạ, cái đó Nha Đam đó anh. Nha Đam, à cái này là cái nhánh Nha Đam, còn cái này là cái nước. Bao nhiêu một chai chị? 5.000. Bịch rau câu á chị vậy? Kìa. Đó, có cái rồi nè. Lỡ quay cái có người mở hàng liền kìa. Ô rau câu nhiều quá, ăn bịch vậy là nhiêu em gái? 10.000 một bịch. 10.000 hả? Đầy đủ màu sắc ha. Thấy chưa? Thấy kênh anh chưa? Rồi đúng rồi. Rồi ông quảng cáo kênh. Rồi để đó đi em gái đừng coi. 6 giờ ngày mai lên lớp. Quảng cáo câu câu kìa. Quảng cáo câu câu hả? Trời ơi. Bây giờ quảng cáo câu câu mua con bí được không? Rồi bán em bịch đi. Câu 7 sắc câu vòng đủ màu hết ha. Rồi thiếu luôn nha. Rồi thiếu luôn. Em gái mình đây mời anh ký con bí luôn nè. Đó. Đó.
cái này con bí đó để anh bước chân miền Tây mua đi, anh quay sao đánh mua. Ta đăng ký kênh quá trời luôn rồi không ủng hộ con bí người ta gì trơn. Đây gỡ tiền đi rồi tính nữa. Ta mở máy người ta đăng ký kênh cho nãy giờ quá trời luôn. Đăng ký chưa? Đăng ký chưa? À. Ta coi ta ủng hộ kìa, ủng hộ là đăng ký con bí đi. Con Tùng ơi. Con bí bán sao em gái? Còn đó nửa ký đấy anh 15 ngày. Trời ơi. Con bí này đem về tới chiều luôn. Không có xả hả? Rồi bán có xíu hết mấy trái hủ qua rồi. Thôi bye bye hai bạn nữ. Tạm biệt. Lên tàn thế giới rồi đó. Đi đóng phim luôn rồi. Cô ở bên khu bên kia là ở trong kia là bán thịt heo. Ờ, nguyên mấy dãy bán thịt heo cô chú. Xe xe. Theo trên kia là đi thẳng vô nhà lòng luôn á. Wow, cảnh chợ này là mình nhớ chợ miền Tây hồi xưa nè. Khung cảnh rất là giống chợ miền Tây mấy chục năm về trước á. Ngồi chải dưới đường bán với dù nữa. Wow, con vịt. Vịt này mua về nuôi nè. Nè bao nhiêu một con nghe gì? Một con là 13 ngàn. Không có lấy nét được cái con vịt. Cái này của gì luôn hả? Này mình điếm bán hay là mình tự làm nhà gì? Wow. Mấy cái mặt hàng này bây giờ là hơi hơi hiếm hiếm rồi đó nha. Cái này là được còn đương bằng tay nè, gỗ nè, bằng tay mà. Được làm bằng tre nè, gỗ xề. À, mấy cái này làm thủ công bằng tay á. Đây nữa nè, ghế. Rồi bây giờ người ta còn xài cái này nữa đó hay gì? Cái nạo dừa. Mấy người ở trong vườn á. À mấy người ở trong vườn á ha, mua về vườn làm. Dạ. Cái này là cái ghế này bằng cây gì hay gì? Cái này bằng mù u. Mù u, cây gọn u hả con? Cây mù u. Mà nó bền lắm à. Chắc á. Ngồi biết nào mới hư. Rồi cảm ơn dì nha. Chứ tấm thớt rồi đồ đâm cối đâm tiêu nữa nè. Đều bằng gỗ hết. Giờ hầu như mấy cái đồ này vậy là cũng hiếm hả con? Hết có bán hả? Chợ bán vịt, gà vịt nhiều. Bên kia là vịt sim. Này vịt sim hả cô? Dạ. Dạ, nó vịt sim. Đứng gì? Đứng vậy. Vịt sim này con thấy nó bự hơn mấy con kia quá ha. Dạ. Này nhiêu con hay gì? Nó bự hơn. Này 25 ngàn. 25 ngàn. Còn này có 15 ngàn. Dạ. Khi là 15 nó nhỏ hơn hả ta, nhỏ tuổi hơn hả ta? Cái này cỡ khác. Giống khác hay gì? Dạ, giống khác. Dạ, giống khác. Còn cái này là vịt sim quyền thoại của mình nè, phải không? Dạ. Hồi xưa tới nay nè, kim gạt. Vịt sim miền Tây á. Dạ, con vịt sim của mình nó bự thịt dữ lắm. Hồi đó đám giỗ là bằng con vịt sim mình nấu nồi cà ri á. Vậy là nó đó là con này nè, dạ. Còn sim bên đây là sim lai hả con? Dạ. Nó lai. Dạ, à, sim đẻ trứng. Dạ. Rồi cảm ơn dì. Rồi cảm ơn dì nha. Chị bán dưa hấu ngon quá ha, đỏ tươi luôn kìa. Đỏ thấm luôn. Trà chua.
Đây, đây là khu chợ cá nè. Mặn. Hello, hello. Ủa sao ngồi mình nhìn liếc em dữ người ta? Hả? Sao mà liếc ông quay phim chứ vậy? Sợ quá. Quay xong đi rồi hồi mua tiếp em cái con bí. Em bán cái gì? Em bán con bí. Bán con bí hả? Tới ba người bán luôn nè. Không có, mình anh chị mà. Mình anh chị à, gọi em ra em tiếp hả? Ra mời khách tiếp ha. Đó đó, coi chút anh đó anh mua bông bí tiếp anh đó anh à, anh đâu khoác đèn đèn đó đó vậy sĩ đây bán thịt heo nguyên cái khu vực này là thịt heo của chú có hậu không không có hậu xíu trời ơi mấy đồ có hậu là đi thi rồi đó á hậu phải không. Ôi đúng rồi luôn rồi kìa. Á hậu. Còn em có á hậu này chắc cũng có thôi rồi. Phải không? Dạ thôi cho hàng mua tiếp bông bí. Nói tới nó lừa không rồi. Ở cái anh nấu đen nè, anh nói gọi anh nấu đen lát mua em ký bông bí á. Em gái nhà gần ở đây không? Mua khác được không? Mua xài được không? Xài được, mua nạp được chưa đó. Xài chua em gái? Chua không? Không chua hả? Thôi em mua ăn xài chua hả? Thôi không chua không mua, mua ăn chua à. Ăn xài chua lắm. Không có mua chua. Chua hay ngọt? Chua ngọt. Thôi không được rồi. Bây giờ là phải xài lại cái bông bí á. Trời ơi nón đẹp dữ trời. Nón đẹp. Quay sao người ta bắt mắt nó quay. Rồi rồi cái nón quá đẹp luôn rồi. Rồi hỏi lại là chua hay ngọt? Ngọt. Ngọt thôi mà anh ăn chua à. Thôi anh ăn ngọt. Ngọt là anh đó anh mua, anh đó anh thích ăn ngọt kìa. Kìa anh Tùng ơi, anh ngọt mua chúa xài ngọt đi. Chua ngọt. Em nói hả? Dặn một bí là ngọt. Thôi vậy là ngọt anh bên đó anh mua rồi. Anh thích xài chua à. Chị bên kia bán mặn. Kia là luôn. Kia anh để nè. Ôi ơi, mua nguyên một bọc xài vậy luôn hả? Thiếu được không? Chơi gì chơi gì chơi thiếu chơi thiếu mới là chơi chứ sao chơi chơi thiếu mới là chơi chứ. Chưa rồi rồi một bọc luôn chưa hết nổi rồi gần đây ta có tâm không còn cái chỗ khác ta không có bọc không. Ở đây có tâm ha. Quá trời hết nổi rồi, nhức tay luôn rồi. Cái gì? Em gửi rồi, em gửi tiền luôn nè. Rồi chị gửi đồ đây đi một chút là lấy. Cho anh gửi này ở đây luôn được không? Rồi, gửi anh này quay. Đi quay được rồi, cho anh lên đây đi. Đồ cái chân miền Tây cầm máy phải sử dụng hết hai tay. Ở nhà anh Cao Tùng anh cầm cái máy nhỏ xíu, anh còn một tay anh cầm phụ. Ở bước chân miền Tây là do cầm cái máy lớn hơn nên sử dụng hai tay không cầm đồ tiếp Cao Tùng được. Đi em gái nha. Rồi bye bye. Thì tới cái ngã ba kẹt xe rồi. Rồi khu vực này đông nè. Dỡ màn lên. Đi lẹ qua đây. Ồ ở đây bán tới ba dĩ đồ luôn. Một dĩ cá giữa với hai dĩ rau hai bên. Mua cá xong là ghé qua quay ra cái mua rau luôn. Để coi chợ bán cái gì nha. Đi qua đi. Kẹt xe rồi. Ra qua đi, né qua cho người ta chạy xe kìa. Cá hồi.
60 ngàn một ký. Cá đi hồng. Thơm. Bây giờ là mới có cá bái được cái chả cá thôi. Rồi vòng phía ngoài không à. Cá hồi 60 ngàn một ký. Đây nè, nguyên một dãy cá đi vô đó. Đây nguyên một dãy bên đây nữa nè. Ôi quá trời cá luôn. Cá tới ngoài lộ luôn á cô chú. Rồi chú hai, đây là đường đi ra của chợ. Rất là đông, nhộn nhịp hơn cái đường nãy mình đi. Hồi nãy mình đi hơi vắng. Khi ta ít bán hơn, ở đây người ta bán quá nhiều. Đây chả cá. Ồ, lương này lương đồng luôn hả gì? Lương đồng mà. Bên này có lương. Cá vô đồng, cá lóc đồng. Cá vô đồng, cá lóc đồng. Chợ mình mùa nước chắc cá dữ lắm ta. À, bữa hổm ta con vô quay cá dữ lắm, cá luôn. Cá dạ. Ăn cá dữ lắm luôn, bữa hổm. Cỡ này mà cá còn nhiều nữa. Ờ, nhiều. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Bây giờ không cá dữ lắm, cái này cá đồng. Bán rau bán trái cây luôn. Hello hello. quay hai chị luôn. Rồi bán chị bán rau với nhãn luôn nè. Nhãn này nhãn xuồng luôn hả chị? Nhãn lông. Nhãn lông. Ổng nhìn ổng không biết nhãn xuồng hay nhãn lông. Mình mấy cái lồng nhãn là mình cũng đâu hai cái bóng tượng đâu. Này cá sông nè. Cá sông thiên nhiên đó. Hết rồi, về rồi. Hết rồi, tôi bán hết rồi. Quá giỏi rồi, về nhà với chồng ha. Quá đắt luôn. Về cơm cho chồng á. Về nấu cơm cho chồng. Rồi trong đây có bán đồ ăn sáng nữa nè. Rồi chị này quả cặp đi học luôn hả chị? Bên đây bán đồ ăn sáng nữa nè. Nè chào luôn nè. Ủa quả cặp đi học hả? Học lớp mấy? Đúng rồi, giống học sinh luôn á. Mà cô giáo của học sinh đó. Mà phụ huynh rồi. Mà phụ huynh. Con đã thấy nó trời ơi, mẹ kia. Đúng rồi, mẹ kia hả? Mẹ kia. À, chị có bán đồ ở đây không? Bán ngũ cốc hả? Ngũ cốc là gì? Biết sữa đúng không? Ngũ cốc luôn. Sao vậy? Ngủ như con cóc luôn. Trời ơi. Thôi chào gì, chào em gái. Nhìn như học sinh ha. Giống. Tưởng đâu đi học chứ. Phụ huynh học sinh. Kênh Bước Chân Miền Tây. Vậy hả? Trời ơi, con hoài lắm nè. Con hoài hả? Con hoài mà sao con không thấy cô? Bỏ vậy, quay giờ này. Ôi, hoài sao thấy cô như vậy? Bữa nay mới thấy nè. Bữa nay giờ thấy lạ chứ trời. Dạ. Rồi chứ chiều nay bấm lên Cao Tùng Vlog đi, ủng hộ em nữa. Nay giờ lạ hả? Lạ. Xấu là mình đưa tôi lên. Ờ cái xóm này là làm cái gì đây, vui quá nè. Cái gục đi, cái lóc, ớt, đồ, lương. Dạ. Đồ đồng không ha? Đồ đồng không nè. Trời ơi. Làm tép. Chị sao lại vui quá ha. Từ từ tới. Trời ơi, cái gì bán cái gì mà lại giặt cái bọc dữ vậy ta? Giận ai mà giặt cái bọc vậy em gái? Hả? Em gái bán cá sông hả ta? Ủa đừng có giặt cái bọc nữa, tội nghiệp nó. Cá lăng hả em gái? Cá lăng hả ta? Cái này tao bắt sao được em gái? Cái này nhân ký em gái? Mấy cá lồng sọng nhìn
Ồ, em gái bán cây xong không mà mình nãy giờ chưa thấy được gương mặt của em gái nữa nè. Theo đi những cái tháng mùa nước á là cá nhiều lắm luôn. Thôi tạm biệt em gái. Lên đi quay mà không thấy gì hết. Mở YouTube á cho coi con. Trong cái gì á, bên cái gì á. Bước chân miền Tây. Bước chân miền Tây. Dạ. Rồi cô bán cái gì quá trời lắm này nè. Cái gô kìa. Cô bán cái gô mời nữa kìa. Đó, cái gô mời luôn kìa. Mày chưa, mày chưa. Mày luôn. Mày ơi, chứ có mời chào bá luôn mày. Mời chào bá luôn nè. Bự bành kia. Anh quấy đốt mày luôn nè, nó đem lên cho người ta dẹp. Gác hả? Chợ Bình Tiên nè. Quấy chợ Bình Tiên đó vậy đó. Sao chị? Đây là cuối khu vực cuối chợ rồi. Chị đó là chùm chợ rồi đó. Bán cuối chợ luôn. Chùm cuối, chùm cuối. Chùm cuối. Dạ. Ồ, cá này là cá chép cũng có nữa nè. Có gì Vinh hả chị? Tối mai đi chị. Dạ. Tối nay đi. Vinh. Dạ, tối nay 6 giờ bước chân về trên YouTube á. Tại nào? Dạ. Dạ. Cho điện thoại á. Cao tầm mấy lốc. Đây ngon, cái này cá sông luôn hả? Ngon quá, này nhiêu ký? 60.000 ngon quá. Rồi, em cảm ơn. Quay cái gì? Quay cái gì chị? Đóng gác hả? Mày ơi, người đẹp thế này mà không quay kêu người ta quay đóng gác. Chị có bán gì không? Bán gì chị, bán gì? Em không bán gì trơn á. Không có bán gì hết trơn. Em bán giấy số kìa. Em bán giấy số. Em bán giấy số. Mình cho Tùng mua tiếp giấy số đi. À, có bán nước ở đây không? Bán nước ở đây nè. Thôi giờ mình sẽ đảo chợ ga nha. Ồ, nhìn chợ đúng chất chợ miền Tây xưa. Đợi chị này gỡ vỡ nón lá ra hoài mà đợi hoài, đợi mãi, đợi hoài không được đi về luôn. Dạ em quay YouTube. Thấy con vịt không à, không có thấy gì hết trơn á. Quay anh bán thịt heo hả? Có người yêu trên bán thịt heo chưa hả? Vậy làm mai luôn nghe. Mấy con rồi chưa có người yêu mà có mấy con rồi. Trời ơi, ba ngồi kế bà ba thấy rồi kìa. Trời ơi, hàng chi ổng không dám nói luôn á. Hàng gì? Tôi mới nghe nói cái gì mà ổng nói gì, cái nói gì ổng cái gì mà chưa có người yêu nè. Dạ còn chắc ba đó. Ổng nói lỏng gói rồi mà còn chưa có người yêu. Trời ơi. Chết luôn rồi trời. Chết luôn rồi. Nó lát lại làm này đó. Ơi em quay thua là chiều nó bị cháy luôn á. Cháy luôn hả chị? Chị bán gì? Cháy là bút luôn á, cháy luôn. Cho cháy luôn. Đâu quay thử có cháy không ta. Rồi này. Chị đó bán gì? Bán hết hả? Hết rồi. Vậy là cô này là người yêu của anh trên đây phải không? Rồi rồi, hèn gì? Chết kìa. Bả liếc dữ rồi kìa. Anh ơi, chút xíu về chết với tôi ông ơi. Anh trai ơi, bảo trọng nghe em đi nha. Em không biết gì hết trơn á. Em không biết gì hết trơn, em đi nha. Bảo trọng nha. Bye bye nha chị, có gì nương nương đầu gối anh nha. Quỷ sứ à. Quỷ sứ nha chị, đang cạo lông hay gì vậy? Đang nhổ lông đen. Đang nhổ lông cánh. Chưa thấy em quay con vịt này hay là quay chị? Em quay chị đang nhổ lông cánh. Trời, cái bụng tôi hép không được. Cái bụng bị gì hép thôi, mình quay xéo bên nè, đâu có thấy đâu. Thôi chào chị nha. Rồi, tạm biệt chị nha. Rồi, chúc chị nhổ lông vui vẻ. Đó, mình chở ra cái đoạn ngã ba ngoài kia. Cái đó cá cha hả chị? Cô kia cổ nói 1.000 năm mới chợ Bình Tiên mới được lên YouTube. Dạ. Đó vậy sao ít có quay hả chị? Mà không có chắc chưa ai quay cô đó đó. Dạ. Mấy vụ bán cá gì? Quá trời cá đồng rồi. Cá chạch. Này cá chạch nhiêu ký hay gì à, chị? Chạch 200 mấy hả? 200 mấy. Ý con lươn nó bò ra kìa. Đó, ồ nó khỏe quá ha.
quay làm gì chú? Không có quay cảnh chợ quê Lương Đồng. Ồ, quả chặt ngon quá luôn. Nguyên một dãy. Này cá tai tượng đó ta. Con này còn nhỏ nè, có con tai tượng còn bự nữa. Mua cá xong qua đây mua gao. Gao với cá bằng chung là hợp lý ha. Mua cá xong là mua gao luôn. Mua gao xong rồi mua mắm rồi. Mua mắm để mình kho mắm, cái mua gao chấm. Dạ, cái mua cá. Cái lên đó cái mua thịt heo. Hợp lý. Chợ quá hợp lý. Cá cũng mắm. Dạ. Đây nguyên cái dãy này bán cá quá trời luôn. Tính ra ban đầu mình đi cái đường này có bộ vui hơn cái đường bên kia á. Đường bên kia lác đác quá. Ồ, cá chạch nữa nè. Ngon quá. Hả? Ngước lên à? Đúng rồi, ngước lên chào khán giả coi chị gái bán gì chị? Bán chị gái bán cá lóc. Hello chị gái bán cá lóc. Ồ, người đẹp bán cá lóc. Thôi chào cái luôn nè, đi luôn nè. Đi luôn nha. Vậy là không chịu đi rồi nè. Rồi đi đây, đi đây. Đuổi luôn. Đuổi chị nha. Đuổi luôn. Gà vịt. Giờ này là muốn tan chợ rồi cô chú ơi. Chợ đông đúc sáng sớm. Dạ. Nó quay cảnh chợ quê con. Ờ bán nãy giờ quá trời đắt luôn mà bưng nguyên thùng đi luôn. Nguyên thùng đi luôn rồi. Dạ. Ê. Kẹt xe. Làm gì đó? Ôi tô màu. Bên đây bán gà vịt nhiều. Wow. Này vịt ta nè cô chú. Vịt này nấu cháo là ngon nhất. Gà. Đây người ta làm vịt tại chỗ luôn. Mình quay không được. Vậy là cái khu ở đằng ngoài đây là người ta làm gà làm vịt. Đó, mua xong là người ta làm tại chỗ. Ồ, ở đây ngồi làm gì ngồi vui quá ta. Hello, chào mấy cô. Vui quá ta. Ôi ôi, chào dì 5, dì 6, dì 7, dì 8 luôn nha. Đây đi chợ xong là ra đây uống nước nè mấy dì. Có thể. À, như là kết thúc cái chợ rồi đó, xong rồi đó, chợ ra đó, rồi chào mấy dì luôn nha. Giáp một vòng chợ Bình Tiên. Cái xe. Có lẽ clip của Bức Tranh Miền Tây sẽ kết thúc ở đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem. Nhớ ủng hộ cho Bức Tranh Miền Tây bằng cách là ấn nút like để lại một bình luận, chia sẻ clip, đăng ký kênh. Tạm biệt cô chú, hẹn gặp lại cô chú ở những tập tiếp theo. Bye bye.